Chiều ngày 16 tháng 1, đoàn công tác của đại sứ Mỹ Daniel Ryan Brink đã đến thăm lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại bệnh viện dã chiến cấp 2 và làm việc với bệnh viện quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh. Đại sứ Mỹ và ban giám đốc bệnh viện 175 đã trao đổi các vấn đề hợp tác, bao gồm việc hỗ trợ các kế hoạch của Việt Nam nhằm triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 sang phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, thảo luận việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, bao gồm hỗ trợ trang thiết bị, hợp tác nghiên cứu và đào tạo y bác sĩ, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và khả năng hoạt động y tế biển đảo tại bệnh viện quân y 175. Được biết thời gian qua, bệnh viện 175 đã tiếp nhận và tổ chức cho bệnh viện dã chiến cấp 2 thực hành huấn luyện bộ trang thiết bị của bệnh viện dã chiến do quân đội Mỹ tài trợ trị giá trên 2 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là bộ trang bị sẽ được bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên của Việt Nam đưa sang Bentiu, Nam Sudan để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình dự kiến vào quý 2 năm 2018. Từ bên trái vào bên phải.